Kỳ Diệu đã quay trở lại đây. Ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em 10 tip nhỏ rất là hữu dụng trong việc học tập đó. Uống nước. Mình hay quên uống nước lắm. Làm sao để nhớ giờ mà uống hết một bình này trong vòng 3-4 tiếng một ngày nhỉ? À có cách rồi. Dán nắp lên bình nước, chia nước ra uống. Như thế này. Có cách rồi, dùng giấy nốt dán lên phần bài 1, bài 2 như thế này. Như vậy là chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra bài học mà không phải lật nhiều trang. Bây giờ muốn xóa highlight thì phải làm sao nhỉ? Mình gặp sai rồi. À, đó chính là chanh. Dùng chanh và tăm bông sau đó chùi lên phần highlight vừa gặp. Bôi được rồi nè. Mình muốn có được kẻ răng cưa. Kẻ thẳng chán lắm. Tốt của mình không có răng cưa. Ồ, mình có thể thay thế bằng lược. Dùng lược để vẽ răng cưa. Highlight mà like một lần chán quá, cầm hai cây thì cầm không nổi. Bây giờ mình muốn làm like hai màu thì phải làm sao? À, mình sẽ chích màu này sang màu kia. Thế là có highlight ombre rồi nè. Hấp cơm rồi phải làm sao? Dùng đồ chuốt, chuốt phần gom. Kẹp trắng thật là chán chứ. À, mình nghĩ ra rồi. Dùng sơn sơn lên kẹp bấm, sau đó bấm lên. Thế là kẹp bấm cũng có màu nè, dễ thương không? Hôm nay dây đôi kẹp bấm mà không bị hư móng thì phải làm sao? À, nghĩ ra rồi. Đó chính là đầu búp bi. Đầu búp bi có thể giúp chúng ta kéo ghim bấm ra một cách dễ dàng và đậy lại nữa nè. Compa đâu rồi? À không có compa thì mình có thể dùng những vật thay thế chẳng hạn như là gương. Gương thì vòng tròn nhỏ quá. Nếu muốn vẽ một vòng tròn to hơn thì làm sao nhỉ? À, nối hai cái kẹp giấy với nhau. Ta-da! Một kẹp giấy cũng được nè. Có vòng tròn rồi. Aha, mình sẽ dùng bút lông vẽ hình. Ôi chết rồi, bút lông khô mất rồi, làm sao đây? À, mình đang nghĩ ra một cách. Nước hoa.
dùng nước hoa xịt vào đầu bút. Như vậy là bút lông có thể xài được rồi nè. Hay lắm đúng không? Các em ơi, 10 tips nhỏ của chị quá là hữu dụng đúng không? Hãy áp dụng vào chuyện học tập của chúng mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trên bài tay kỳ diệu số khác.